Bây giờ vô qua mà đăng ký cho Huy nhiều lên cô chú ơi, đang phát trực tiếp cô chú. Xem là mình đang xem nóng luôn cô chú ơi. Đứng đứng ném bé bé qua cho chú kiểm tra. Cảm ơn 28.000 quá lắp lánh rồi anh em. Đó mình mấy giờ chiếu chiếu luôn rồi. Mình mấy giờ có trời chiếu chiếu luôn rồi. Quá trời, cái này mà lột ra một cái heo nó đẹp kinh khủng khiếp luôn. Giờ là đang rất là hồi hộp luôn quý vị, chờ cái giây phút mà thành cậu rất đẹp. Thành cậu mà hòa quyện trong màu đen ha, cái chữ vàng kim tiến ha, thứ gì chịu nổi. Quá trời rồi, đầu ra nha, từ từ em nhấp từ từ thôi, nhấp từ từ. Chào thư lớp nha. Cái giây phút rất là quan trọng nha cô chú. Rất là quan trọng luôn, rất là hồi hộp luôn. Hồi hộp luôn đó. Hồi hộp thì chờ đợi. Rồi cô chú, cái này mà lột ra rồi một cái hàng đó, bắt đầu nè, chuẩn bị nè nha. Thấy chưa? Chị gái chuẩn bị rồi. Chuẩn bị rồi. Đó, dao ha. Đầu thử ra từ từ nè. Đường nét nè, đó. Đường nét từ 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 từ. Từ từ từ. Hầu nó cho ăn trận dĩ. Chào chị Châu nha. Chào Trang Mỹ nha. Đó, anh đang tháo ra coi chú gì. Nè đó, đang tháo ra từ từ đó. Chuẩn bị chị tháo ra. Tháo từ từ ra. Từ từ, đúng rồi, cái này nhấp từ 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 mới hấp dẫn. Đó, chị lột ra nè quý vị. Đó. Đang hồi hộp quá. Nín thở nha, nín thở nha. Chị lột cái rìa thôi. Rồi chị lấy miếng cây cam. Chị cũng hồi hộp luôn. Quá trời, nín thở rồi. Wow. Ồ, đẹp quá ha. Quá tuyệt vời. Đây đây, đây đây. Quá tuyệt vời của chú ơi. Đó, chuẩn bị ha. Giữ đó. Lên luôn, lên luôn, từ từ. Lột từ từ thôi chị ơi, cho nó hấp dẫn chị ơi. Quá trời rồi. Giây phút chờ đợi. Tới chị lột từ từ. Anh Văn phụ, anh Văn phụ hai người lột nè. Đem qua trong nè. Wow, chuẩn bị nha. Đó. Wow. Wow. Quá đẹp, chàng pháo tay anh em ơi. Cái này là một hồi nữa còn cái mấy cái đường trong á là mình phải lấy cái mũi dao nhọn đó. Mình làm nữa là cái cải ra. Đó. Quá đẹp ha. Gõ chữ lên rồi đó. Đang tháo ra coi chứ gì. Rồi bây giờ là chuẩn bị là sơn mặt trước rồi cô chú ơi. Đang tháo ra cô chú. Đang tháo ra để cho tháo hết để cho cô chú xem ha. Cái này nói chung ra là nó cũng chưa có hoàn chỉnh đâu cô chú. Còn những cái kia là phải lấy ra đường dao nhọn. Đường dao nhọn để mình cạy ra nữa mới đẹp được. Đây là những cái giây phút coi như là khán giả người ta đã chờ đợi từ lâu nè. Đúng rồi. Đó. Rất là tuyệt vời. Như anh thì vàng anh. Sơn sơn thích vàng. Đó, chị Linh lộ đó. Wow. Nè, cái chữ chứ chú Linh nè cô chú thấy chưa? Mấy chữ kia là hoàn chỉnh như như trên đây luôn. Quá trời hấp dẫn rồi. Đó, đó. Còn hồ nó cạn ra hay nữa, đúng rồi. Đó. Gõ chữ luôn, gõ chữ luôn. Quá tuyệt vời. Đang tay rồi. Thôi còn giải thưởng nữa, anh rút luôn luôn đi cho hấp dẫn. Đó, đã gõ nét rồi đó. Đó này để mình quay cho cận cảnh của chúng xem ha. Làm cho nó ra một máng cho nó đẹp, cái câu anh phải khừ lại nữa. Rồi nó đi một máng vậy đó, đã quá ha. Từ từ. Cái máy này 40 triệu. Tuyệt vời luôn quý vị ơi, quá tuyệt vời luôn. Nè bây giờ chị gái bên đây đang Chuyện này á, tôi đang lên sao?
có vay anh. Rồi ok. Đó. Bây giờ còn có một miếng nữa là quý vị đang khán giả đang coi như đi xin gì nghệ thuật cũng như anh em mình luôn đi xin gì để chia sẻ. Chào Nguyễn Nguyễn, đúng rồi đẹp lắm bạn. Mà sau này là mã vàng đúng không? Vàng vàng. Hy sinh gì đấy? 24 với nhau. Vàng nha. Quay là phải từ đầu tới cuối nó mới dẫn. Ta phải từ đầu tới cuối, có đầu có đuôi. Khán giả anh ta mới đang theo dõi. Ừ. Theo dõi cho. Nhân em hay mà. Biết khán giả có theo dõi anh cũng hay là khán giả to. Đây nè, nãy giờ là anh đúng ra là anh là mấy ngàn người coi rồi. Mà cứ lên 700 mấy cái giới hạn người coi thôi mà. Người có qua kênh thắng để đăng ký kênh. Đúng rồi, Nguyễn Nguyện. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ thì hàng nhỏ nhỏ là muốn trời lên. Mấy anh lớn thì hết muốn trời rồi. Vẫn dậm chân tại chỗ rồi. Ta thả ra đi cô chú. Mấy trăm mấy chứ. Mà cái chữ mà chữ O chứ xe là nó bị dính là mình phải khử nó ra được nha cô chú. Mấy chiếc này chỉ là mới có chiếc lột cái lớp bự ra thôi. Đó, thấy chưa? Đó, 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 đó. Thử ra từ từ ha. Đó, thử ra từ từ. Để cho vô cho thực toán YouTube là nó không có giới hạn. Đẹp quá ha. Đó, chị thấy chị lưu chị sơn đó, thấy chị đem dùng bánh đèn đó. Đó, chị gờ đó. Chị gờ đó là tháo kéo ra. Quá đẹp khung bên này. Tại nó đã cắt sẵn cái khung rồi mà. Quá đẹp, quá đẹp. Đi chi sơn nè. Bình luận đi. Giờ không có giờ đông quá rồi. Chào trắng hoa. Bây giờ anh kia làm bên kia. Bây giờ cái khâu để cho chị làm á. Mấy chiếc xe, chiếc gờ này nó bị vòng tròn nó bị dính lại nha cô chú. Rồi bây giờ xong rồi cô chú ơi. Nghĩa là để một hồ nó xong á mình sẽ quay tiếp. Mình đi ra ngoài kia để mình câu cái anh em Thanh Phúc Nam sao. Chào mọi người trên kênh Khám phá 78 nha. Khám phá 78 hả? Khám phá 78. Ghé qua kênh Quỳnh Vừa Vlog đăng ký kênh cả nhà. À, các tiên khách chào mọi người nha. Đây cả nhà. Quá đẹp. Đây là những giây phút hồi hộp và chờ đợi. Quá tuyệt vời. Đây mẹ trong mua cái nè. Đẩy máy luôn nha mọi người. Camera vàng hết rồi nè. Sắc vàng cầm hữu can. Rồi nghiệp 997 thì được một tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Tiêu biểu. Đây nha. Rồi thôi bừng kết thúc video tại đây, mong anh chị cô chú ủng hộ và đăng ký kênh cho em nha. Bye bye cả nhà. Khao lên cả nhà. Xong rồi này. Rất đẹp. Đó, đẹp quá đẹp luôn nha. Like, đăng ký, chia sẻ dùm kênh của Hải Vlog đi cô chú anh chị ơi. No, nha. Quá đẹp luôn rồi. Thôi bữa kết thúc bây giờ tại đây, mong các chị chú ủng hộ đăng ký kênh cho em nha.